phong tỏa toàn bộ tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Bộ Tài chính phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, người vừa bị hủy giao dịch chui cổ phiếu FLC trị giá 1.000 tỷ hôm 10 tháng 1 để rà soát giao dịch đối ứng. Bộ Tài chính vừa ra quyết định số 19 QĐ-UBCK về việc phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Thời hạn phong tỏa kéo dài cho đến khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định thay thế. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE và các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm phối hợp để phong tỏa, đồng thời dừng toàn bộ giao dịch chứng khoán và thông báo cho ông Trịnh Văn Quyết về việc thực hiện phong tỏa này. Một nguồn tin từ UBCK cho biết, để thực hiện việc hủy giao dịch đối với lô cổ phiếu FLC giao dịch từ tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết, Ủy ban Chứng khoán đã vào cuộc thực hiện phong tỏa tài khoản giao dịch chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Đây là động thái kỹ thuật cần thiết vì giao dịch ngày 10 tháng 1, tiền chưa thanh toán, chứng khoán chưa giao nên Ủy ban Chứng khoán vào cuộc ngay phong tỏa tài khoản trước ngày thanh toán vào 12 tháng 1. Tối 11 tháng 1, HOSE đã công bố thông tin hủy lô giao dịch. Cũng theo nguồn tin này, Ủy ban Chứng khoán đang phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE lọc các giao dịch mua đối ứng từ tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC để hủy và trả lại tiền cho nhà đầu tư. Được biết, có gần 20.000 tài khoản đã mua đối ứng với tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết bán ra gần 75 triệu cổ phiếu, nên việc lọc số liệu và tài khoản đối ứng mất nhiều thời gian. Kết quả sẽ phải chờ thông báo vào ngày mai. Trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 có tới 135 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, cho nên ngoài lô cổ phiếu 74,8 triệu đơn vị thì có những lệnh mua bán bình thường. Các giao dịch không phải đối ứng từ ông Trịnh Văn Quyết sẽ vẫn diễn ra bình thường. Việc phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết căn cứ vào luật chứng khoán năm 2019, quyết định 48/2015/QĐ-TTG, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán. Bên cạnh đó, quyết định căn cứ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết ngày 10 tháng 1 năm 2022 và theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sáng ngày 11 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán đã thông báo về việc giao dịch không công bố thông tin của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Tới tối ngày 11 tháng 1, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ hủy bỏ toàn bộ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết trong ngày 10 tháng 1 năm 2022. Trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 1, cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết lập kỷ lục chưa từng có trên thị trường chứng khoán, 135 triệu cổ phiếu trao tay trong một phiên bảng giao dịch lần đầu tiên trong 6 tháng bị đơ, không hiển thị giá thực. 135 triệu cổ phiếu FLC của tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết được chuyển nhượng trong tình trạng cổ phiếu này biến động rất mạnh, từ tăng trần thêm 7% trong buổi sáng sang giảm sàn vào buổi chiều, trước khi đóng cửa giảm 6,2% xuống 21.150 đồng trên một cổ phiếu, trong đó có 74,8 triệu cổ phiếu do ông Quyết bán chui. Với gần 135 triệu cổ phiếu được giao dịch trong một phiên, FLC trở thành mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch trong ngày lớn nhất trong lịch sử 21 năm thành lập thị trường. Số cổ phiếu này chiếm 20% lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp này và chiếm gần 10% thanh khoản sàn HOSE trong phiên. Với mức giá từ 21.000 đến 24.100 đồng trên một cổ phiếu trong phiên, tổng giá trị chuyển nhượng cổ phiếu FLC trong phiên ngày 10 tháng 1 lên tới 3.100 tỷ đồng. Sau khi vụ việc ông Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC trong phiên ngày 10 tháng 1 bị Ủy ban Chứng khoán công bố, trong phiên giao dịch 11 tháng 1, thị trường tiếp tục ghi nhận một kỷ lục mới với gần 155 triệu đơn vị của cổ phiếu FLC được chuyển nhượng khớp lệnh trong phiên. Với mức giá 20 đến 21.000 đồng, tổng giá trị chuyển nhượng lên tới gần 3,2 nghìn tỷ đồng. Tổng cộng trong hai phiên giao dịch có tới 290 triệu cổ phiếu FLC được trao tay, trong tổng cộng 710 triệu cổ phiếu FLC đang lưu hành, tương đương 40,8%. Đây là khối lượng giao dịch lớn chưa từng có, cao gấp khoảng 7 đến 10 lần so với trung bình trước đó. Trước giao dịch, ông Quyết nắm giữ 215 triệu cổ phiếu FLC, tương ứng 30,34% vốn điều lệ tập đoàn FLC.
Bên cạnh đó, ông Quyết còn có hơn 23,7 triệu cổ phiếu ROS, hơn 3,1 triệu cổ phiếu ART, hơn 7 triệu cổ phiếu GAB, trị giá tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng.